Xin chào mọi người. Tiếp nối với phần 1 của video đi lễ Phật tại chùa Long Sơn ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày mùng 1 Tết Tân Sửu. Thì ở video này, Tiến Vlog sẽ tiếp tục gửi đến các bạn nội dung của phần còn lại. Như đã giới thiệu ở video trước, thì hiện tại Tiến Vlog đang có mặt tại chùa Long Sơn, hay còn gọi là chùa Phật Trắng. Chùa Long Sơn tọa lạc tại địa chỉ số 22 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha các bạn. Sau khi Tiến Vlog đi thắp nhang và lại Phật ở ngoài sân chùa Long Sơn, thì bây giờ Tiến Vlog đang ngồi thư giãn và nghe các sư thầy tụng kinh ở tại chánh điện của chùa. Tiến Vlog xin giới thiệu sơ qua một chút về chánh điện của chùa Long Sơn. Ở chính giữa thờ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, hai bên là hai bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Ở phía trước chánh điện là các bàn thờ tượng Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thì đó là một vài nét đặc trưng tại trung tâm chánh điện của chùa Long Sơn ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mà Tiến Vlog đã tìm hiểu và chia sẻ đến với mọi người đấy ạ. Và mọi người đang theo dõi video của Tiến Vlog, nếu thấy video của mình hay và thú vị thì các bạn đừng quên cho Tiến Vlog một like, một bình luận, một chia sẻ và một đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì Tiến Vlog tiếp tục mời tất cả mọi người cùng tham quan chánh điện ở chùa Long Sơn nha mọi người. Sau khi lạy Phật và ngồi thư giãn, đồng thời nghe các sư thầy tụng kinh niệm Phật, thì bây giờ Tiến Vlog đã di chuyển sang bên phải của chùa để đi lên Phật đài nha các bạn. Ở trên Phật đài có tượng Kim Thân Phật Tổ màu trắng. Bức tượng được mệnh danh là bức tượng Phật ngoài trời cao nhất của Việt Nam đây các bạn. Và để đi lên được bức tượng Kim Thân Phật Tổ thì các bạn phải đi lên tới 193 bậc tam cấp nha mọi người. Và bây giờ Tiến Vlog đang di chuyển từ từ để đi lên tham quan bức tượng Kim Thân Phật Tổ đấy mọi người ạ. Tiến đã từng lên đây rất là nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào lên Tiến cũng phải đi lên để tham quan tượng các bạn ạ. Sau khi leo lên được 44 cấp, các bạn rẽ sang phía bên tay trái
thì sẽ nhìn thấy pho tượng Phật nhập Niết Bàn. Pho tượng dài 7 mét, cao 5 mét. Phía sau lưng pho tượng là bức phù điêu hàng nghìn tỳ kheo, tỳ kheo ni đang niệm Phật nha mọi người. Và bây giờ, Tiến Vlog mời các bạn cùng chiêm ngưỡng pho tượng Phật nhập Niết Bàn này mọi người. Bây giờ thì Tiến Vlog lại tiếp tục di chuyển, leo lên các bậc tam cấp để đi lên tham quan bức tượng Phật Kim Thân Phật Tổ nha mọi người. Tiến Vlog thì do sức khỏe không có được tốt, thành ra là khi mà leo những bậc tam cấp như thế này thì cũng khá là mệt các bạn ạ. Chính vì vậy mà Tiến Vlog di chuyển từ từ thôi mọi người, vừa đi vừa nghỉ cho đỡ mệt các bạn ạ. Sau khi leo lên một số cấp nữa thì Tiến Vlog đã thấm mệt rồi mọi người ạ. Và Tiến đang dừng nghỉ chân tại khu vực tháp Đại Hồng Trung nha mọi người. Tại đây thì có tháp chuông cao 2,2 mét, nặng 1,5 tấn. Tháp này do các Phật tử ở Huế cúng dường cho chùa đấy mọi người. Đó là những thông tin mà Tiến Vlog đã tìm hiểu được các bạn ạ. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người đi tham quan chùa Long Sơn vào ngày mùng 1 Tết Tân Sửu nha mọi người. Rất là đông luôn các bạn ạ. Mọi người đi chen chúc nhau rất là nhiều. Lên nhịp đây nghỉ tiếp nha. Thấy như giờ lên còn nhịp nữa chứ mày. Sau khi trải qua 193 bậc tam cấp, Kim Thân Phật Tổ Ngự Thiên Thuyết Pháp màu trắng đã hiện ra trước mắt mình rồi nha các bạn. Kim Thân Phật Tổ với tâm thế uy nghi, thư thái giữa trời cùng với nụ cười thanh thoát. Theo như Tiến Vlog được biết, tượng có chiều cao từ mặt bằng lên là 24 m, từ đế lên là 21 m, phần tượng cao 14 m, đài sen 7 m, đường kính đài sen là 10 m nha các bạn. Đứng tại vị trí này, mình có thể nhìn được toàn cảnh của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhìn từ trên cao này các bạn. Rất là đẹp luôn mọi người ạ. Và nếu bạn đang có ý định du lịch hay là các bạn muốn đến Nha Trang thì các bạn không thể bỏ qua địa điểm du lịch là chùa Long Sơn ở phường Phương Sơn thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha mọi người. Một nơi rất là đẹp, thanh tịnh để cho mọi người có thể thư giãn, nghỉ ngơi đấy mọi người. Xác định là một đi không một về. Thành phố Nha Trang nhìn từ trên cao đây các bạn, đẹp không ạ? Bây giờ thì Tiến sẽ di chuyển lên phía trên để cho mọi người được nhìn ngắm gần hơn bức tượng Kim Thân Phật Tổ nha mọi người. Đóng qua anh kèm các bạn ạ. Ở xung quanh đài là hình bảy vị thánh tử vì đạo trong cuộc chiến chống chế độ Ngô Đình Diệm năm 1963 đấy mọi người. Trong đó thì có chân dung của Hòa Thượng Thích Quảng Đức với trái tim bất diệt mà nhắc đến chắc hẳn ai ai cũng đều biết đúng không ạ? Sau khi leo 193 bậc tam cấp thì Tiến Vlog
đã leo được lên trên đỉnh và bao nhiêu cái mệt nhọc nó cũng tan biến hết các bạn ạ. Ở trên này mình có cảm giác thư thái lạ thường luôn mọi người. Gió thổi rất là mát luôn các bạn ạ. Vào ngày mùng 1 Tết Tân Sửu, nếu như các bạn đi lễ Phật, các bạn sẽ thấy tâm hồn mình được thoải mái hơn rất là nhiều và được hít thở khí trời rất là trong lành nha mọi người. Đồng thời mình còn được ngắm toàn cảnh của thành phố Nha Trang nhìn từ trên cao nữa các bạn ạ. Còn gì tuyệt vời hơn trong một dịp đặc biệt như thế này đúng không mọi người? Ở đâu? Ở dưới đường mẹ. Đang đi xong gặp ông cha được ông trẻ. Chưa nãy em thấy á, có cặp đôi xong cái bạn trai á, nó thấy bà chị kia đi ăn xin á, ông thì cái chú đó chú lì xì cho bà đó 100.000. Xong cái cô đó cô thấy là cô giật lại tờ 100.000, cô định bỏ xuống lại nhưng mà xong rồi cô nó run rẩy xong cô lại bỏ vô túi lại cô lấy tờ mình ra lì xì cho bà. Không biết là tốt hay xấu. Nhà nó chảy. Đấy đừng bồn. Kẻ đẹp kẻ đó. À đó hả? Dạ. Cắm đi. Bác cười cắm. Bây giờ là đi về. Nãy mẹ hỏi. Sao? Nãy con đã nói ông kẻ về rồi, xong giờ tự nhiên ra đây mà hỏi ông kẻ về rồi hả con? Có can hết vậy. Cái mỏi chứ. Hình mùa Covid đó vậy. Mẹ về. Sau khi lạy Phật và ngồi nghỉ ngơi thư giãn, ngắm cảnh thì bây giờ Tiến Vlog cùng với chị dâu và các cháu của mình đi xuống để trở về nhà đấy các bạn. Giờ đi xuống thì khỏe hơn rất là nhiều mọi người ạ. Không giống như lúc đi lên đúng không ạ? Đi xuống tam cấp thì nó sẽ khỏe hơn. Và theo nhìn nhận của Tiến Vlog thì lượng du khách đổ về chùa Long Sơn để tham quan cũng như là để lạy Phật nhân dịp ngày đầu năm mới Tết Tân Sửu mỗi ngày một đông các bạn ạ. Đấy các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ? Người đi lên đi xuống rất là tấp nập nha mọi người. Đi qua rồi thôi mất công quay lại. Hồi nãy con mẹ mua rồi. Mùng một không có nhanh nghe. Chú nhăn kìa. Hả? Mà cười là mặt chú nhăn lại đó. Như vậy là Tiến Vlog vừa chia sẻ đến với tất cả mọi người toàn bộ khung cảnh tại chùa Long Sơn của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và mọi người đang theo dõi video của Tiến Vlog, nếu thấy video của mình hay và thú vị thì các bạn đừng quên cho Tiến Vlog một like, một bình luận, một chia sẻ và một đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, Tiến Vlog mời các bạn ngắm lại cổng chùa Long Sơn ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa một lần nữa nhé. Và video của Tiến Vlog cũng xin phép được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.